Việt Nam hôm nay tiếp tục với những thông tin an ninh an toàn. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại một số tỉnh, thành phố. Bộ Công an công bố công khai 18 tài khoản ngân hàng đã xác định là của các đối tượng lừa đảo hiện đang có trên màn hình. Đề nghị những nạn nhân đã chuyển tiền vào những tài khoản này gửi đơn tố giác đến phòng 9 Cục Cảnh sát Hình sự có địa chỉ tại 497 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Bộ Công an cho biết là có một số thủ đoạn lừa đảo, đó là các đối tượng đăng tuyển cộng tác viên làm việc online cho các sàn thương mại điện tử uy tín để được hưởng hoa hồng và gửi đường link web mua hàng giả mạo cho nạn nhân, khiến cho nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp. Chúng còn lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi các tài khoản TikTok, nghe nhạc trực tuyến để được nhận tiền, hoặc là thiết kế nhiều trang web giả mạo các trang đánh bạc trực tuyến để dụ dỗ các nạn nhân đánh bạc.